Đây là vàng su su bầu bí ha. Tưởng năm nay không có su su ăn lại, nhưng mà bây giờ nó cũng lên trái cũng bọn rồi các bạn ha. Thì su su là vậy các bạn. Đến mùa hơi lạnh lạnh cái nó ra nhiều trái ha. Với lại nó mọc cũng lan tỏa khắp nơi. Đó. Đây là những cái gốc su su nè, quá trời to luôn. Ở dưới đây thì có những cái chậu salad. Này salad nhỏ nè, nãy giờ muốn ăn ra cái nhổ lên là ăn được rồi. Trong đó thì bắp cải, rồi bông cải xanh, rồi cải củ su hào. Salad. Hai em. Chào cả nhà. Hôm nay thì cái vườn của mình nó lạnh lạnh lên, ra nó tùm lum quá. Thì hôm nay đi chơi về thì nó cũng không có chăm sóc đó các bạn. Thì thấy nó hơi bị u ám anh. Để khi nào chắc mai quá mới được, bữa nay thì hơi bận ha. Chắc mai cuối tuần thì mới cắt cỏ. Cắt cỏ là tận dụng cỏ để làm phân hữu cơ. Vậy bữa nay mình thu hoạch nha em. Ờ, tính thu hoạch bầu nè. Thì hôm nay thì mình đi chơi không có bỏ nó xuống các bạn, nó nằm ở trên luôn. Nó nằm la liệt thế nào, có cái đứng có cái nằm có. Mấy cái nằm này chắc nó bị nó làm biến quá, nó nằm. Đó. Ai mà nằm biến thì hay bị nằm, hay nằm. Còn mấy cái trái này chắc cũng thu hoạch được rồi em ha. Em thu hoạch hết luôn. Cái này là bù sao ha các bạn. Sao. Tại sao kêu là bầu sao? Tại vì nó có đốm đốm giống như ngôi sao. Ngôi sao. Đó. Cái nào có chữ sao trọng là nó ngon, nó đắt giá ha. Nhưng nhầm khi nó cũng không có ngon đâu. Tại vì người ta có chữ sao trọng là định là cái nó ngon à. Ngôi sao vậy. Đó. Anh thấy bầu này với bầu kia ăn cũng giống à. Em thấy này ngon hơn. Ở đây các bạn. Hôm nay thì mình hái cũng bộn bộn rồi. Thì hôm nay hái từ tới 4 trái bầu sao luôn rồi. Bầu chai, cái kia có tên là bầu chai anh à. Bầu sĩ. Bầu sĩ hả? Tại vì nó giống cái sĩ hơn là cái chai. Đó, thì bữa nay thu hoạch bầu nè hơn, bầu sao nè hơn với bầu sĩ. Rồi với mướp. Mướp rồi. Với tầng ô. Tầng ô. Đó, cũng có nhiều trái nó bị héo ha, cho nên mình thu hoạch cái này xong với mấy cái trái non kế tiếp. Cái này mà kế tiếp nó sẽ đậu ha. Trái này thì vẫn còn nhỏ nhưng mà rất là non đó các bạn. Mình hái luôn đi cho nó nhiều. Có nhiều bạn vô nói hồi thu hoạch ít quá, nói thì nhiều, cho nên bữa nay mình thu hoạch nhiều. Nói ít mà chắc nãy giờ cũng nói nhiều rồi. Ai nói nhiều chứ ai nói nhiều. Nhưng mà có nhiều cô chú thì nếu mà không nói thì nó sao không nói nó buồn quá, cho nên quay video có hái có nói. Thì có nhiều em kêu chị ơi khi nào chị ăn chị cắt một khúc thôi chị ăn. Sao mình không làm vậy em? Xong rồi cái để trên cây, cái chừng nào ăn cắt tiếp. Tại vì anh thấy ở trên nó không có ha, không có hộp ha, không hộp ở dưới đây. Không phải, với lại mình giữ được cái trái nó giống như nó tươi các bạn. Khi mình cắt như vậy thì cái chỗ này mình cắt cái nó sẽ khô lại. Xong khi mình ăn cái mình cắt mình bỏ cái chút xíu đó đi. Vậy? Thì ở trên đây nó vẫn còn cái cũng như là nó vẫn còn phát triển thì nó tươi, nó tốt hơn, nó không có bị, nó không bị giống như bị mất đi cái thành cái cũ á. Để mai mốt mình làm thử coi cái trái nó ăn được bao lâu. Thì nếu mà trái bự, trái này ngắn quá, trái này nếu mà nhà mình á thì chắc ăn cũng khoảng 2 lần hoặc 3 lần, thì mấy đứa nhỏ không ăn thì sẽ ăn tới 3 lần á. Anh nghĩ mình cắt cái đuôi nó cứ phát triển hoài thì mình ăn hoài chứ. Ủa nó đâu có lớn nữa. Không có lớn nữa hả? Nó mập ra thôi, giống như ông nông dân chỉ mập chứ giờ ông đâu có thể nào mà ông dài ra được nữa đâu. Đâu phải đâu, bữa nào anh coi cái trên mạng nó nói có cái con gì đó mình cắt đuôi, cắt đầu, cắt gì đó cái tự động nó mọc lại à. Anh cứ cắt đuôi cái thằng lằn. Anh kiếm hoài sao anh có cái thuốc gì anh uống rồi hả? Ai cắt chân cắt tay anh nó vẫn mọc lại. Mà chưa có. Cái này bầu chai nè các bạn. Bầu chai, bầu sĩ nè. Bên trên có không em? Coi chừng nó nằm bên trên nữa đó. Trên không có. Cái này chắc nhỏ hả? Để làm sao hả? Để sao được nhiều quá ăn không đây hết. Cũng còn nè các bạn. Có rất là nhiều trái nhỏ nhỏ nè ha. Mà nó bị héo quá thôi. Cho nên giờ mình phải tỉa bớt lại cho mấy cái xu nó bò nữa các bạn. Coi chừng nó nằm bên trên đó em ơi. Trời ơi, wow, cái
cái lê của bên nhà hàng xóm quá trời bự em ơi. Hôm bữa mình... cái hàng xóm kêu mình ăn thấy ăn á. Ừ, mà mình mà ăn hình như chua lè. Chua lè, à. Chua lè các bạn. Nó chua. Cái hàng xóm nó tính bỏ nhưng mà thấy trái đẹp quá nó giữ á. Nó chua lè à. Nó hỏi mình mua loại nào mà ngon quá. Wow. Wow, cái này bầu lít luôn chứ xị gì nữa. Ừ, bầu chai. Còn trái nào nữa không? À, trái bự nhất. Cái trái này bữa mình về nó còn hỏng các bạn. Ừ. Mới có 2 ngày cái mình giờ nó đụng rồi. Đụng rồi. Mau lắm. Ồ, ba trái bự luôn. Cái bầu này chắc mình ăn với đít cũng được trước cũng được nè ha. Được luôn nè. Bữa nay nó lên mọc đầy vàng ha các bạn ha. Cho nên cái nhà nó mát. Với lại cái xu này các bạn, hôm bữa mình về á thì nó bò qua bên cái cây bơm của người ta quá trời luôn, mình mới đem nó kêu qua đó ha. Thì mấy cái bầu này nó cũng đang bị qua nhà hàng xóm thì chắc mình tỉa nó cho nó gọn luôn. Tại vì mình cũng không muốn nó bò nhiều nữa. Cái trái lê đó mà nó ăn ngọt ngọt chút rất là ngon lắm ha. Nhưng mà nó chua. Mà nó bự thiệt ha. Ừ. Ai mà răng yếu yếu ăn vô chua rụng răng hết. Ây da nặng quá. Ồ mấy cái xà lách bữa em gieo này ngon ghê à. Ừ. Cái chừng cái ghế đó. Mới phe đó mà. Cái chừng cái ghế. Thì lúc này cái có nhiều bạn hỏi trồng cái gì ha. Thì nếu mà các bạn có học xà lách á. Cứ rải nó đi. Rải nó lên. Này mình mới rải ra trước khi mình đi khoảng 3-4 ngày. Ừ. Nói chung khoảng 10 ngày đó các bạn. Thì cái mùa động 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 này nó thích hợp trồng xà lách ha. Nếu các bạn có... chỗ bạn có bán cái bắp cải tí hon, trồng bắp cải tí hon, xà lách hay là rau chân vịt đồ nó thích hợp cái mùa lạnh này. Còn như dưa đồ ha, những cái này thì đừng có trồng. Tầng ô cũng thích cái mùa lạnh lạnh như thế này nè các bạn ha. Thấy xà lách của mình hôm nay nó lên búp búp rất là đẹp nè đó. Xà lách lettuce cũng trồng được nè không, và giòn á các bạn. Hay là cải bẹ trắng trồng cái mùa này cũng được. Nhưng mà những cái loại dưa hay những cái rau nhiệt đới thì mình đừng có trồng nữa. Hay là tỏi. À đúng rồi, tôi bắt đầu này trồng tỏi rồi cô chú anh chị. Ừ. Tỏi thì mình đã trồng trước rồi nhưng mà lúc này trồng vẫn được. Rất là thích hợp. Rồi, những cái bướp hương. Hình như là hồi bữa mình đi thì nó cũng nhiều trái ha. À, chắc bà mẹ miền Tây hái ít. À, một bà mẹ miền Tây nói bữa hái mớ bầu chứ mớp rồi. Với lụm dưa gan nè. Nó nếu mà không hái thì nó già cũng uổng. Rồi, cắt luôn cái bông của anh ta này. Thơm quá. Hai trái này luôn á. Đằng ngoài kia có trái nào không? Có, đằng kia có trái. Ở trong nhà kính cũng có trái này thôi. Hôm nay nhà mình ăn mốp cũng bộn bộn rồi các bạn. Kéo cái kia xuống. Cái mốp này à. Không, đâu phải mướp hương Việt Nam hả? Phải không? Mướp này, mướp hương á, này cơm má ươm á. Ồ. Để bữa lắc nó kéo nó làm hư ạ. Cái này mình kéo mình đựng đụng nó hay bị đèo lắm. Nó thì cái mướp này hồi đó mình trồng kéo ra từ trong nhà kính cái năm đầu tiên qua trời trái. Rồi ở trồng mé bên kia cũng rất là nhiều trái luôn. Ồ, hồi xưa nằm trồng một dây mé bên kia. Ừ. Qua trời trái luôn. Năm nay trồng đây thì cũng tốt, bắt đầu cũng có trái mà cũng không bằng. Ồ, năm nay thì mình trồng củ sắn, các bạn thấy nó bò lên quá trời, bông rồi cơ hoàng bao la luôn. Thì mong là sẽ có một cái củ để hai chồng ăn ha. À, củ bự bình khi nãy, hình như một dây một củ rồi, phải không? Một dây con củ rồi. Mà nhưng có đẻ ra củ khác không? Không, hình như không có, nhưng mà cái này như là em trồng một chậu, hình như là không biết mấy dây trong đó. Đó thì... cà tím nữa không, rồi phai lang tím, rồi củ sắn hai chậu củ sắn, rồi ở đây hai chậu phai. Mà cái củ sắn nó bò ghê gớm ha. Bò ghê thiệt á. Ừ. Mà năm nay mình mới thấy nó bò tốt vậy, hồi đó mình trồng thì nó bò được chút xíu rồi các bạn. Tại vì nó không có là đậu phộng. Còn ở đây thì wow, xà lách nè các bạn. Nó lên bá cháy luôn, cho nên các bạn lúc này vẫn tròn trồng thích hợp cho xà lách như thế này ha. Hay là cần tàu. À, ngò rí nay nó cũng lên quá trời tốt rồi em ơi. Ngò rí đâu? Ồ ngò rí ô giá. Quên ở tao bên là mình có một chậu ngò rí. Ừ, để trong đó cái quên. Nó thì tỏi bữa nay bắt đầu nó lên rồi ha các bạn ha. Nó lên chưa đều thôi, nhưng mà cái nào mà nó chưa không lên cái mình bỏ cái găm cái củ nó xuống nữa cho nó lên đều năm sau ha. Đó, đây là những cái
lá nhà bếp ăn mướp rồi lọc vỏ rồi mình bỏ vô đây hết ha. Dạ đi. Thì cái này là đáng chán là mình phải có đất mình xới xới rồi phủ lên, nhưng mà bữa mình về trễ quá thôi mình bỏ đại đây nè các bạn, chưa có làm gì hết. Đây là những cái dây mướp mình trồng ở đây. À, trái cũng nhiều lắm nhưng mà nó không thấy đậu ha. Cũng có ở đây má hái cũng má trái. Nè thấy không? Cái này là trái chế. Đó. Trái hả? Ờ trái màu. Trong kia đựng trái nữa phải. Nó có mấy trái nó nằm trên nó phải kéo nó xuống. Kéo nó xuống ha. Ở đây là ở trong đây có một trái nữa nè, đó mấy cái nụ cũng nhiều đó ha, nó chưa lớn thôi. À. Ở đây thì cái cây hồng này là năm nay nó trái nhiều ha, nhưng mà nó cũng vẫn không có bằng cây hồng bên kia. Đó, nhưng mà thấy cái lá bên đây nó to, nó tốt ha. Đó, cho nên mình để ý rồi những cái cây nào mà cái nhất là cây hồng, cái ta lá nó tốt quá. Ừ, tính hái mình thấy nó nhỏ quá. Nó không có trái nhiều. Hái luôn hả? Không, hơi nhỏ. Mình hái bí ngòi nè. Ở trong thì nó còn hơi nhỏ cho nên không có hái ha. À. Rồi. Trời ơi, bí ngòi. Cái bí ngòi này họ mà tính trảm đó, nhưng mà đi về cái... Rồi đó, bởi vì hồi bữa mình đi, to. Nó trái nhỏ xíu rồi, đi về cái nó vậy nó các bạn. Trời lạnh lạnh, nó siêu nhưng to. Nhưng chắc hái lần này cái trảm thiệt rồi. Trảm thiệt, tại wow. Cái bông quá trời đã nè các bạn. Trời đã. À. Cái này chắc mình trồng cho nó bò dưới đất nó ngon hơn ha. Mà quá rồi, cái loại này loại bự đó các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi cái bí ngòi mình ăn gì ha. Thường thường là mình xào cho nó xào hay là mình nấu canh cũng được, bỏ vô súp cũng được. Hay là bỏ vô lẩu cũng được luôn. Đó, ở đây thì còn hai cái trái cà bự nữa không? Hái cà chua luôn ha. Cà chua này mình đợi hay là mình để cho nó chín hết mình hái? Đã chín cũng được. Thôi, thì lại hái cà chua bên kia đi. Hái cà chua bên kia với mình hái tầng ô nè. Hoa tầng ô này tốt mà. Đó, lần sau có thể là thu hoạch được su su rồi đó. Ồ, cái bùn ngót này tự nhiên tốt anh. Đó, anh đem lại đây cái nó mát. Ồ, cái này nè, tự nhiên nó bò. Nó bò ha. Ồ, ngộ ha. Chắc mình phải chiết ra thêm anh ơi. Là các bạn chắc bỏ cái đất thêm rồi chắc bỏ cái chậu bự một chút cho nó đem lên đây cái nó thích hợp. À. Bụng mót cũng vậy luôn ha. Cái này lá lốp đó các bạn, cái lá lốp này nè. Còn chỗ này thì bây giờ nó cái cây này nó ít nắng nó lên. À, cũng ngon á chứ. Yếu. Nhưng mà cũng... nó dài ra. Còn đặc biệt năm nay không có nhiều trái chanh dây các bạn. Mà những cái trái này nó to to không nè. Đó. Chanh dây ha, trái chanh dây ha. Được mấy trái? Chắc cũng được một chục trái á. Đây là cà chua nè, cái cây này nó tàn rồi. Bữa nào cái nhổ nó lên, cái mình lấy đất ra, mình tận dụng cái hồ này nè, cái khuôn này nè. À, có lá, nhà rác, nhà bếp mình đổ lên đây cho năm sau trồng ha. Thì cái này mình đi về cái mấy cái cà này nó chín dữ không? Héo. Nó rụng luôn đất luôn. Cái này thì đem vô nếu mà ăn không hết cái mình nấu sốt cà đó mình để dành. À mình nấu các bạn, mình nấu tất cả vậy cái mình làm mì ý hay là mình nấu bún riêu vậy. Bỏ để rất là lâu ha, hồi đó mình trồng mấy trăm trái cái bà xã mình nấu mình vô trong cái superstore mua những cái lò thủy tinh á, có cái nắp để lại. Trong cái mình mình để vậy cả năm 2 năm cũng không hư các bạn. Thấp. Đây coi coi cái cà nhỏ nhỏ Roma thì rất là nhiều. Còn mấy cái cà vàng thì cũng rất là tươi tắn ha. Wow, ở đây coi mía nè các bạn, mía này nó lên mập quá. Ồ, có nhiều em kêu là mình lấy cái lá mía mình quấn vô cái gốc mía thì nó cái nó mới cái lóng nó mới bự. Chắc nó không thấy ánh sáng cái nó lên nó dài. Dạ không thôi là để gì nó bị thấy ánh sáng các bạn thì nó bị lùng không hả? Wow, lá lốp nè em ơi, không phải lá lốp mà lá cẩm. Lá cẩm, wow, nó lên quá wow, tốt luôn. Wow, cá cẩm này thì nếu mình thu hoạch thì mình cắt hết luôn các bạn. Xong rồi nó lên lại khác. Quá trời quá. Thôi em đừng có cắt hết nữa, hồi đó em cắt hết nó chết hoài. Tại em cắt hơi bị sát. Để lại những cái cây non. Rồi, sao cái chanh của em nó rụng dữ cả. Chắc không có tưới nước đâu. Chắc không tưới nước rồi, thiếu nước rồi. Đây xà lách đây cũng rất là tốt nè các bạn ha. Cho nên... các bạn cứ trồng lúc này cũng còn rất là tốt ha, còn rất là thích hợp.
tại vì nó chịu lạnh được. Ừ. Hành trồng như vậy ăn hoài luôn ha. Em thấy ba cái tầng ô luôn nè, à. Không nhiều nhưng mà chắc cũng bộn bộn. Đó, à. Rất là nhiều ớt. Còn hôm nay có ba chỗ xong đất chắc mình hái rất là nhiều trà củ đây. Mà em nghĩ chắc cái chậu này là nhiều củ nhất nè. Ừ, rất là tốt. À, không biết cái nó tốt quá nó có nhiều củ hay là nó xấu quá nó có nhiều củ. Ừ, rồi, tầng ô này rất là non ha các bạn ha. Thì mình đi ở nhà bà mẹ miền Tây cũng thu hoạch dùm nhà cho mình một ớt nào để nó về ha. Nhưng mà còn rất là non. Cái này là nó non dữ dội luôn nè. Dữ đó, đó. Cho nên hồi đó giờ mình trồng tầng ô là mùa xuân nè ha. Rồi với mùa thu thu mát mát như nhà này nó rất là tốt. Còn giữa hè thì nó không tốt dữ em ha. Dạ, tại vì nó chịu nóng cái mát mát này các bạn. Cái nhỏ nhỏ mình để lại đi ha. Cái nào dài. À, nhưng mà cái này mình hái rất là nhiều lần rồi các bạn ha. Có mấy năm trước mình hái, tại vì mình muốn trồng cái khác, chừng 2-3 lần cái mình nhổ rồi mình trồng cái khác. Nhưng thật ra thì mình để rất là nhiều lần. Đúng rồi, mình ăn xen kẽ các bạn. Mình cứ hái những cái bự thôi nè, những cái nhỏ vậy mình để là sao? Là mình ra mình hái suốt luôn á. Trên con nó mập, nó mập ghê gớm luôn á. À, nó mập mà nó non, rồi là non luôn. Cái này nhúng lỗ à. À, đó. Đó, lỗ ha, ăn với hủ tiếu hồi đó giờ mình ăn hủ tiếu cũng rất là ngon. Đó, đó, cái gai nó mập nhưng mà nó còn rất là non ha các bạn. Nó lên nè, cái mùa này á nó ít nắng vậy á, mà nó lạnh lạnh vậy đó mà mấy cái này nó thích. Cho nên là cô chú anh chị nào mình trồng những cái loại rau cải á, thì mình để ý nhầm cái thì chịu nắng, nhầm cái thì không chịu ôm lum các bạn. Thì mình trồng cái mình để ý á, cái làm sao cái mình trồng giống dưa leo đi thì còn cái chỗ thiệt là nắng mới được. Với lại cái rau này anh thấy có mấy con bà chằn lên, nó bò lên nhưng mà nó không thích ăn à? Nó hình như nó ăn nhưng mà cái tại như cái lá nó nhìn như lỗ lỗ như mình không thấy nó. Không, anh này anh không thấy bà chằn á, lá y nguyên. Chắc nó hôi á. Có nhiều người mình người ta ăn cũng không được cái loại rau này ha. Dạ, cái mùi nó hơi hôi. Cái mùi nó hơi nặng nặng, giống thuốc bắc. À, quá trời ngon. Nó cái nó cao cao hay luôn. Rất là ngon các bạn, cho nên khi mà tới mùa này nè các bạn, nếu mà có hột thì ươm lên là trồng. Cái này mình ươm hay mình mua ta? Mình mua, bữa mình mua một dĩ á. Các bạn thấy xà lách giòn hôm nay nó cũng lên rất là tốt nè. À, cải bẹ trắng trồng cũng được ha, nhưng mà cải bẹ trắng lúc này nó có nhiều cái con bà chằn lắm. Con sen đó các bạn, cho nên trồng nó hay bị lủng lỗ vậy đó. Anh vô hái ít dưa leo luôn anh. Vậy dưa leo mình đi cái mình bỏ bê nó cái nó lên mốc. Má nó bữa hổm hái ăn mới. Dưa leo nè. Cũng nhiều nè ha. Quá. Có cũng có được bọn cái dưa gan nhỏ đấy mình hái vô mình làm gỏi ăn. Làm dưa muối. À, em thấy cũng bọn bọn á. À, cái này là dưa mini không nè các bạn. Sau này cái cứu không có. Rồi còn không? Còn. À, nó mặn quá. Chúng ra này mà ở nhà cái mình có thời gian cái mình xịt dầu neem oil á các bạn. Cái dầu đó thì từ cái cây neem ha. Cho nên nó rất là an toàn. Nhưng mình xịt ra cái làm cái có dầu nó bóng cái nó wow, ngon quá, có đóng luôn nè. Nó trị cái mốc này lên rất là hiệu quả. Hái nhỏ nhỏ vậy ha, hay là rẻ. Hái luôn đi, nghĩ non non vậy ăn ngon hơn. Dưa thì năm nay nó ít cho nên mình hái nhiều mình ăn nhiều hết à. Họ coi nè. Ừ, wow. Nay thì hơi bồng bọn nè không? Còn không em ở dưới đất còn thấy còn nụ nhưng mà không có còn bự. Nè các bạn, wow, đã không? Nếu mà dưa này nếu mà mình có muốn trồng cho nó lâu thì mình cứ quấn gốc nó xuống ngoài ha. Thì nhưng mà bữa nay các bạn. Dạ năm nay thì mình hơi bị thất bại các bạn. Tại vì trồng chỗ này quấn gốc không được ha? Mình trồng chỗ này mình quấn gốc không được. À, tại vì đất không có, nó cạn quá đó. Chỉ chỗ quá. Này rau cải á. Lần sau mình nghĩ chắc mình sẽ trồng trong cái chậu. Xong mình quấn từ từ. Với cái chậu nó cao cao vừa. Hôm nay trồng dưa gì trời? Dưa gan sao thành dưa gì vậy? À, biết nè. Dưa lưới.
Lưới hả? Nè. Không hiểu luôn. Ông nông dân, ở sao dưới lưới không trời? Dưới lưới hả? Dạ, dưới lưới nữa nè. Cái này dưới gan nè. Dưới gan này chả chín là kẹp á. Đó. Bên này. Wow. Cái này trái nhỏ nhỏ thôi ha. Nhưng mà vậy một trái nó rụng hả ta? Bữa có trái riêng á. Còn xả bên năm nay nó tốt quá trời các bạn. Wow. Anh xả ơi, cái này anh phải cột nó lên. Cột qua lại nó cong à. Mà mình trồng mấy cái cây này mình, ở đây mình không có muốn cho nó cao, nó tàn bự nữa. Mình tỉa tỉa nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Đi qua đi lại thì nhìn cái bụng ông nông dân treo lủng lẳng ở đây. Cái bụng nông dân thì càng ngày càng to. Quá trời to. Mình đã, anh gõ nó kêu bịch bịch cũng như anh gõ cái bụng anh vậy. Giống y. Anh xin đấu nổi. Quá trời nhiều không các bạn? Bữa nay thì bốn năm thứ hả? Mướp, bầu sao, bầu bầu sị, rồi bí ngòi. Rồi dưa leo, tầng ô, cà chua, wow, nhiều á. Wow, tuyệt vời. Wow, nhất là cái tầng ô nó non, các bạn non kêu bằng mơn mởn luôn á. Còn dưa leo này giống như là dưa leo chuột người ta bán ngoài chợ trong cái bị á. Non ơi, non luôn. Thì mình hái gì cái mình vô mình để tủ lạnh rất là lâu hơn các bạn, tháng cũng không hư luôn á. À, các bạn nếu mà ăn mà cho nó ngon á thì chỉ chấm nước tương thôi ha. Ăn cho nó tốt sức khỏe nè. À, thì cái này vô thì có thể ăn ăn hủ tiếu hay là mình nấu canh với sườn. Quá trời tốt quá, cái này chưa thấy búp luôn á. Chưa thấy luôn á mà nó mập nó ngon quá, giống như đầu mùa xuân vậy các bạn. Quá trời đã. Dạ, thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích thì bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. À, hôm nay có trái bí ngòi nó to. Này vô thì thường thường cắt cục. Xào. Dạ. Xào đừng có chín dữ ha các bạn ha. Chín hay là cái mình bỏ mắm kho cũng ngon. Ừ.